Xin chào bà con. Thì hôm nay em xin tiếp tục về cái chuỗi video về cái mô hình nuôi con bu. Hôm gài cũng có nhiều bà con cũng liên hệ với bên em về hướng dẫn về cái cách để tạo ra con giống. Thì hôm nay em xin tóm tắt cái quy trình để tạo ra con giống của cái cơ sở bu em. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, đó là giai đoạn thu hoạch trứng. Thì giai đoạn này thì nó cũng khá là đơn giản. Thì trứng thì con ốc bú mẹ nó đẻ, nó sẽ tìm các cái vị trí cao và bụi gầm để nó đẻ. Thì trứng sau khi đẻ khoảng từ 1 giờ sau thì chúng ta có thể thu hoạch được. Và nó thường đẻ vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Thì chúng ta cần phải thu hoạch sớm để không để nắng trực tiếp gọi vào trứng. Thì sẽ nếu ánh nắng gọi vào thì trứng sẽ hư. Trứng sẽ không nở được, tỷ lệ cao sẽ bị giọt trứng. Thì giai đoạn tiếp theo của cái quy trình tạo giống đó là cái giai đoạn ấp trứng. Thì trứng sau khi đem vào chúng ta sẽ có một cái bể ấp. Thì ở tập 4 thì em có làm một cái video để hướng dẫn bà con về các cái kỹ thuật về ấp trứng. Thì ấp trứng cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần một cái thùng xốp, một cái bình xịt, chúng ta để trứng trên cái dĩ trong thùng xốp và một cái bình xịt, chúng ta xịt nước một ngày 3 cử, mục đích là để giữ ẩm cho trứng và tránh cho ánh sáng trực tiếp chiếu vào trứng. Thì khi đó thì trứng sẽ nở với tỷ lệ cao hơn. Thì tiếp tục với một cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn dưỡng con giống. Thì trứng sau khi ấp trong khoảng 15 ngày thì trứng sẽ bắt đầu nở hết. Sau khi trứng nở thì sẽ các con ốc giống, con nó sẽ nhỏ hơn hạt đậu xanh, rất là nhỏ. Thì trong giai đoạn này là con ốc nó sẽ ăn các cái lá cây, các cái trái rau củ quả gọi là mềm thì chúng mới bắt đầu ăn được. Thì thường thì em sẽ cho ăn dưa leo non hoặc là mướp non, bào non hoặc là các cái lá cây mà phải non chúng mới bắt đầu ăn được. Thì trong giai đoạn này chúng ta sẽ dưỡng tầm 3 tuần. Thì từ tuần thứ 3 trở đi thì sẽ tới cái giai đoạn là xuất con giống bán cho bà con. Thì trong giai đoạn này thì bên em sẽ bắt đầu tuyển các cái con từ bắp trở lên để xuất bán cho bà con. Thì con ốc nó sẽ không có đồng đều, sẽ có con có thể lớn hơn con út và con được bắt trở lên. Thì con giống mà xuất bán cho bà con thì anh em chúng tôi đã lựa tuyển rất là kỹ để gọi đến bà con con giống chất lượng để đảm bảo cho bà con nuôi nó đạt hiệu quả, tránh hao hụt. Thì thường là nếu mà trong tầm bán kính 70 km trở lại thì anh em chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi để cho bà con. Còn nếu xa hơn thì chúng tôi sẽ gửi xe. Và khi mà gửi xe thì bà con phải gửi chi phí trước cho anh em chúng tôi. Thì sau khi nhận được chi phí thì chúng tôi sẽ gửi ốc giống cho bà con. Nói chung là anh em chúng tôi làm ăn thì uy tín, bà con cũng không cần phải ngại, không ngại gì. Nếu trong vòng bán kính 70 km thì anh em chúng tôi sẽ giao tận nơi, thả hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thả
và xong hết thì nó mới lấy chi phí. Thì trên đây cũng là một cái quy trình gửi đến bà con, cái quy trình để thấy được cái này chúng tôi tạo ra con ốc giống như thế nào. Thì anh tập sau thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến bà con cái kỹ thuật về cái các cái kháng sinh, các cái xử lý ao hồ để trong quá trình nuôi cho con ốc nó phát triển tốt, tránh các cái mầm bệnh xảy ra. Thì cũng rất cảm ơn bà con đã đồng hành cùng đồng hành với kênh, các những nút đăng ký và những nút chuông để có thể theo dõi các video mà của mình tôi mình sống. Thì rất cảm ơn bà con đã xem video, xin bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.